bác sĩ ơi, như thế là thế nào ạ? Tại sao lại từ chối phá thai cho con gái tôi? Con gái bà hiện đã mang thai 6 tháng rồi. Nếu mà phá sẽ gây ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Nhưng mà con gái tôi vẫn chưa có chồng. Bây giờ làm sao có thể để có con được? Bác sĩ cố gắng giúp nó nhá. Bà là mẹ cái kiểu gì vậy hả? Không quan tâm đến con cái gì cả. Bụng to thế này sao phá được? Bà với con mau về đi, không phá được đâu. Mẹ ơi, làm thế nào bây giờ? Con không muốn để đứa bé này ra đâu. Chứ sao cái lúc mày sướng ấy, mày không nghĩ đến cảnh này? Còn mấy chả cái suốt ngày chỉ biết ăn với báo hại thôi. Thôi được rồi, để đấy rồi tao tính. Bây giờ đi về đã. Chiều nay em đi ăn tiệc với bạn, chắc là anh không cần phải đợi cơm em đâu. Em đi ăn tiệc mà sao trông em có vẻ không vui vậy? Thì đi ăn tiệc thôi nuôi con nó. Đây là đứa thứ hai của vợ chồng nó rồi đấy. Chẳng biết đến bao giờ vợ chồng mình mới có một mụn con. Em thèm con lắm rồi. Em đừng vội, con là duyên mà. Nóng lòng không được đâu. Em biết là như thế, nhưng mà... Lan Anh, cuối cùng thì mẹ cũng đợi được vợ chồng quay về rồi. Dì Hà, dì đến tìm con có việc gì ạ? Chị Linh. Chị Linh. Lan Anh này, dì nghe nói tháng trước con đi khám ở bệnh viện quốc tế, bác sĩ kết luận là con không thể có con đúng không? Không phải là không thể có con, mà là thể trạng của con yếu cho nên sẽ có con khó hơn những người bình thường. Nhưng mà chồng của con cũng bảo rồi, chuyện con cái cũng là do duyên nợ, cho nên hiện tại vợ chồng con cũng chưa vội. Sao lại chưa vội? Con năm nay cũng hơn 30 rồi. Nếu mà càng để lâu ấy thì sau này con không thể có con được nữa đâu. Thằng Nam nó nói thì nói thế thôi chứ đàn ông có ai lại không quan trọng chuyện con cái đâu. Dạ, chuyện con cái thì trước mắt vợ chồng con chưa muốn nhắc đến á. Không biết là hôm nay dì và em Linh đến đây có chuyện gì khác không ạ? Chuyện là thế này, cũng như hai đứa biết đấy, em Linh nó đang mang thai được 6 tháng rồi mà bác sĩ bảo là không phá thai được. Nhưng mà cái Linh vẫn còn đi học mà. Thế thì cái thai trong bụng là của ai ạ? Là của một thằng Sở Khanh. Nó lừa em. Lúc em có bầu rồi thì nó quất ngựa truy phong. Mà khốn nạn mà. Thôi đi, giờ không phải là lúc để nói chuyện ý. Em nó còn trẻ người non dạ nên mới bị lừa như thế. Mà thôi, bây giờ không nói chuyện ý nữa. Kẻ thì ăn không hết, người thì lần chẳng ra. Nếu như Lan Anh mà cũng mắn đẻ được như con Linh ấy thì có phải là tốt biết mấy không? Mà không sao, dù sao thì hai đứa chúng nó cũng là chị em họ. Dì có ý kiến như này, Nam xem có được không nhá? Vâng, dì cứ nói ạ. Con năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi, hai vợ chồng chạy vậy chữa trị mãi mà không thể có con. Dì thấy hay là con cưới em Linh đi. Cái gì? Dì nói gì vậy ạ? Có nhầm lẫn gì không ạ? Dì nói thế mà con không hiểu à? Dì nói một cách khó nghe ấy, là con bé Lan Anh ấy vô sinh, không thể có con được. Dù con cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể có con đâu. Mà nếu như con cưới con bé Linh ấy thì con sẽ có ngay đứa con trai. Vì cái thai trong bụng em Linh là con trai, con có phải là có ngay con trai để nối dõi tông đường không? Nếu như sau này ấy, con mà muốn có con ấy thì cũng dễ thôi. Con Linh nhà dì ấy nó mắn đẻ lắm, con muốn bao nhiêu đứa con mà chả được. Dì Hà, dì đang nói vớ vẩn cái gì vậy ạ? Tại sao dì có thể nói như vậy với vợ chồng con được? Dì nói có cái gì sai à? Con vô sinh không thể có con được thì con cũng phải nghĩ cho chồng con chứ. Chả nhẽ con để cho chồng con cả đời không có con để nối dõi à? Mà con Linh ấy nó đang mang thai con trai, đấy chả phải là điều mong ước của vợ chồng con hay sao? Dù sao thì hai đứa cũng là chị em rồi, có gì đâu mà. Nếu như mà con biết điều ấy thì dì cũng có thể mắt nhắm mắt mở để cho hai đứa hầu cùng một chồng. Dì, cái chuyện ghê tởm này mà dì có thể nói ra được à? Tốt cuộc ở trong đầu dì nghĩ gì vậy hả?
Đủ rồi đây ạ. Dì và em Linh đi về nhà đi. Kế Nam, chuyện dì nói hôm nay có thể là hơi đột ngột, nhưng con cứ suy nghĩ kỹ đi, sẽ thấy dì nói là có lý. Con là đàn ông, chuyện con cái là rất quan trọng. Con không thể vì vợ con vô sinh mà con cả đời cũng không thể có con được. Dì đi ra khỏi nhà của tôi ngay. Nhanh lên, từ giờ trở đi không cần dì đến đây nữa. Nhanh lên, tôi không thể là chấp nhận cái loại họ hàng như dì được. Em vẫn đang suy nghĩ chuyện hôm qua. Anh thấy em thao thức mãi, cả đêm qua không ngủ được. Em vẫn không hiểu là dì Hà đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tự nhiên ngày hôm qua đến nhà vợ chồng mình rồi nói vớ va vớ vẩn. Cả đêm ngày hôm qua em cứ suy nghĩ đau hết cả đầu mà chẳng hiểu nổi. Vậy thì em đừng nghĩ nữa. Chuyện đó đâu có làm ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta đâu. Chỉ cần anh và em kiên định với quyết định của mình thì sẽ không ai có thể thao túng được chúng ta đâu. Chủ tịch ơi, có chuyện lớn rồi ạ. Chuyện gì vậy? Anh về công ty đi thì sẽ biết ạ. Mẹ con tôi khổ quá. Con gái tôi mới có 18 tuổi mà đã mang thai như thế này rồi. Giám đốc, giám đốc có người đâu? Gọi giám đốc có người ra đây. Dám làm mà không dám chịu à? Dì Hà, dì đến đây làm cái gì vậy ạ? Con làm gì nữa? Tôi đến để tìm cha cho cháu tôi. Khổ thân cháu tôi chưa sinh ra đời đã không có cha thôi. Dì nói kiểu gì vậy ạ? Cháu có gì thì liên quan gì đến anh Nam? Dì nói như vậy mọi người trong công ty hiểu lầm thì làm sao? Chị Lan này ơi, em cầu xin chị, chị đừng có đối xử với con em như thế được không? Đừng có để nó vừa sinh ra đã không có cha. Chị không mang bầu được, thế nên là chị không hiểu được cảm giác là đứa bé sinh ra mà không có cha thì nó thiệt thòi thế nào đâu ạ. Hai người đứng đó không biết xấu hổ. Gọi bảo vệ lên đuổi họ đi. Anh ơi, không được đâu ạ. Một người là phụ nữ lớn tuổi, một người là phụ nữ mang thai. Làm như vậy, nếu mà mình xảy ra hậu quả gì, công ty mình không gánh nổi đâu ạ. Chẳng lẽ cứ để họ ở đây nói linh tinh ảnh hưởng uy tín của tôi à? Em thấy hai người muốn nói chuyện riêng với anh đấy. Hay là anh gọi lên phòng đi. Làm như vậy đỡ gây mọi người chú ý. Được rồi, bảo họ lên phòng gặp tôi. Dạ vâng ạ. Giám đốc của tôi muốn mời hai người lên phòng nói chuyện. Mời hai người đi theo tôi. Lại là con bé Linh à? Tại sao nó lại ở đây nhỉ? Cậu Tùng Anh, tôi có chuyện muốn nhờ cậu đây. Là chuyện gì vậy thưa giám đốc? Cậu điều tra cho tôi ngay, hôm nay công ty thằng Nam có chuyện gì? Càng sớm càng tốt nhá. Vâng ạ. Thằng Nam đúng là hào phóng thật, cho chúng ta bao nhiêu là tiền con ạ. Nhưng mà rõ ràng ban đầu ấy là mẹ đang định bắt anh ta chịu trách nhiệm cho cái thai trong bụng của con cơ mà. Sao anh ta cho mẹ có chút tiền thôi mà mẹ đã đổi ý rồi thế? Mày tưởng là vợ chồng nó ngu đấy à? Tao cũng định làm thế để thử xem nó như thế nào. Nhưng vợ chồng nó đồng lòng nên chả biết làm như thế nào cả. Cũng may là bọn nó ngu nên mới bị bọn mình lừa. Vừa mới đến công ty khóc lóc có vài câu, bọn nó sợ xanh mắt đem tiền cho chúng mình luôn. Bây giờ có số tiền này rồi không phải lo gì hết. Con cứ để cái đứa bé này ra đi, rồi mọi thứ mình tính tiếp. Chào Linh, đã lâu không gặp. Anh vẫn còn mặt mũi mò đến để gặp tôi à? Đồ sở khanh, đồ khốn ạ. Đây là ai? Anh ta chính là tác giả của cái thai trong bụng con đấy. Mày, chính mày hại đời con gái tao. Này, tôi nói cho bà biết nhá. Tôi không phải là cái loại người hiền lành giống như vợ chồng thằng Nam đâu. Bà có thể động bốn ngón tay của bà vào người tôi nữa xem. Bà sẽ phải trả giá đắt đấy. Mày, sao lại dại thế hả con? Sao mày lại đi dây với cái hạng người như thế này chứ? Mày đúng là ngu hết vân của thiên hạ rồi. Này, hôm nay tôi đến đây tìm hai người ấy là có chuyện muốn cho hai người làm đây. Nếu như mà hai người làm tốt, đúng theo ý của tôi có thể trả cho hai người gấp 10 lần số tiền thằng Nam trả cho đấy.
Cậu nói có thật không? Làm sao mà chúng tôi tin được cậu? Đến ngay cả đứa con của cậu, cậu còn không nhận cơ mà. Tùy các người thôi, tin hay không thì tùy. Nếu các người chia tiền thì tôi cũng chẳng ép. Khoan đã. Sao? Nghĩ thông rồi à? Cậu muốn chúng tôi làm gì? Em uống trà đi, đừng tức giận nữa. Bây giờ bảo em không tức giận nữa thì làm sao mà được? Em không ngờ là em họ và dì của em ấy lại có thể làm những cái trò dơ bẩn như vậy để có thể vòi tiền. Anh vừa rồi cũng chứng kiến rồi. Khi mà anh đưa tiền cho bọn họ thì bọn họ mắt sáng rực lên luôn. Thì ra ngay từ ban đầu đây mới chính là mục đích thật sự của bọn họ. Nếu như mục đích thật sự của họ chỉ là tiền thì đơn giản thôi. Chỉ mong mọi chuyện chấm dứt, đừng gây thêm phiền phức gì nữa. Anh nói đúng. Mà thôi, tí nữa anh có lịch gặp đối tác rồi, em đi về đây, không làm phiền đến anh nữa. Có chuyện gì mà mọi người ở Mỹ thế nhở? Chúng ta ra ngoài xem đi. Đấy, mọi người xem đi. Tất cả bằng chứng nằm ở đây. Để lát tôi xem cậu ta có còn chối cãi nữa hay không. Dì Hà, sao lại dì nữa? Con tưởng là dì phải về nhà rồi cơ mà. Lúc nãy á, tôi đưa con Linh nó đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cái bào thai trong bụng của nó chính là của chồng cô đấy. Dì bị điên đấy à? Bây giờ dì còn muốn bày ra cái trò gì nữa? Tôi biết. Tôi biết là chị rất sốc với cái thông tin này và không chấp nhận được. Nhưng mà đây là sự thật. Cái thai trong bụng tôi ấy là của anh Nam đấy. Linh, chuyện này không phải đem ra mà nói bậy được đâu. Tôi và cô quen nhau khi nào mà cô lại bảo là tôi làm chuyện đó? Đừng có nói vớ vẩn. Tôi biết. Thế nào hai người cũng chối cãi nên tôi đã dẫn nó đi xét nghiệm, chụp chiếu. Kết quả ADN ấy là của chồng chị đấy. Để rồi xem chị còn chối cãi nữa hay không. Tôi biết là chị không có con, chị không thể có thai được. Nên khi chị thấy người khác có thai, chị khó chấp nhận cái điều này đúng không? Cái thai trong bụng của con Linh ấy là con trai. Nhưng chồng chị vì sợ chị nên không dám nhận con bé. Đúng là hai vợ chồng chị quá độc ác mà. Thì thôi đi. Giám đốc Năng, hôm nay công ty có chuyện gì mà Mỹ thế này? Chào anh Tùng Anh. Chúng tôi đợi anh nãy giờ. Mời anh vào phòng họp. Ở đây không có chuyện gì đâu. Các người thật quá độc ác mà. Làm cho người khác có thai rồi không chịu nhận. Này, dì về nhà ngay nhá. Dì có biết đây là chỗ nào không mà dì nó nhăng nó cuội như vậy à? Dì mà còn làm loạn lên nữa ấy, tôi không nể tình dì cháu đâu đấy. Bỏ ra tôi còn chưa nói xong cơ mà. Dì đi về đi. Kéo tôi đi đâu. Lan Anh, có sao không? Anh ấy bụng, bụng của em. Em xem đi, xem còn thiếu thứ gì nữa không để anh đi mua. Mấy hôm nay anh đã mua hết quần áo ở shop mẹ và bé rồi, không cần phải mua thêm nữa đâu. Thật ra đây là đứa con mà chúng ta đã trông đợi từ rất lâu rồi. Anh đúng là vui đến mức không thể ngủ nổi ấy. Em cũng thế mà, đến bây giờ rồi em vẫn không tin đây là sự thật cơ. Ông trời cuối cùng cũng đã đền đáp sự cố gắng của chúng ta. Em phải nhớ là giữ gìn sức khỏe, không được để cơ thể mệt mỏi đâu đấy. Em biết rồi mà. Đợi một lát. Alo, tôi nghe đây. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ về công ty ngay. Trên công ty có việc gì à? Cũng không phải việc gấp gáp gì cả. Nhưng mà bây giờ anh phải về công ty để giải quyết luôn. Anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi trước nhé. Tôi ra ngay đây ạ. Lan Anh. Lan Anh, cho dì xin lỗi mà. Hôm trước
dì đã làm những chuyện quá đáng với vợ chồng con. Về nhà suy nghĩ lại thì lúc đó hình như dì bị ma quỷ nó ám ảnh, chứ người bình thường ai lại làm ra những chuyện như thế. Lan Anh à, đúng rồi đấy. Mẹ tôi ở nhà bây giờ bị ám ảnh, rất là bị dằn vặt suy nghĩ trong lòng nữa. Lan Anh, cô có thể tha lỗi cho mẹ tôi được không? Cho dì xin lỗi đi mà. Dì biết là con cũng mới mang thai, chắc con hiểu tâm trạng người làm mẹ. Dì chỉ có mỗi một mình Tú Linh mà nó bị người ta hại, không chồng mà lại có con. Lúc đó dì hoang mang quá, không biết làm thế nào, nên dì mới đến làm phiền vợ chồng con. Bây giờ dì thấy ân hận lắm. Con cho dì xin lỗi nhá. Dì thật sự biết lỗi rồi chứ? Dì biết lỗi thật rồi mà. Dì thấy ăn năn hối hận lắm con ạ. Dì biết lỗi rồi thì con cũng chẳng truy cứu nữa. Nhưng mà tí nữa anh Nam về, dì nhớ lựa lời nói với anh Nam. Anh Nam phiền lòng dì lắm đấy. Hôm nay dì đến đây cũng là để xin lỗi vợ chồng con. Lát nữa thằng Nam nó về, dì sẽ xin nó tha thứ. Thằng Nam nó là người tốt, chắc nó sẽ bỏ qua cho dì thôi. Thôi, dì với Linh vào trong nhà ngồi đi. Con mang thai có bị ốm nghén không con? Thời gian đầu con cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà bây giờ cũng bình thường rồi. Tú Linh lúc nó mang thai cũng bị ốm nghén lắm, là do dì nấu canh bổ cho nó ăn nên nó mới đỡ đấy. Để dì vào nấu cho con ăn nhá. Canh nấu đơn giản lắm. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Chị à, chị cứ để mẹ em làm đi, để cho mẹ em đỡ cắn rứt lương tâm. Chứ từ hôm qua đến hôm nay ấy, mẹ em cảm thấy là có lỗi với anh chị lắm ấy. Đúng đấy. Con cứ để dì làm cho. Dì có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ lắm. Để dì vào dì nấu cho con ăn nhá. Bảo đảm ấy, con ăn xong ấy là mẹ khỏe, con ngoan. Con cứ để cho dì. Lan Anh à, con đừng trách dì. Có trách thì trách thằng Cao ấy. Ai bảo công ty của thằng Nam cạnh tranh với nó làm gì? Dì cũng chỉ bị ép buộc làm chuyện này thôi. Ôi, canh bổ xong rồi đây con. Con ăn luôn đi cho nó nóng. Con cảm ơn dì ạ. Ơn huệ cái gì? Con ăn luôn đi cho nó nóng. Sao thế con? Nhưng mà phần của Linh đâu ạ? Linh không ăn à? À không, ở nhà mẹ nấu cho em ăn suốt ấy mà. Em nhiều chất bổ lắm rồi. Chị cứ ăn phần của chị đi. Đúng đấy con. Ăn luôn đi cho nóng con ạ. Không được uống. Anh Nam. Ui, này. Anh làm gì vậy ạ? Trong canh này có độc, em không được uống. Cái gì ạ? Dì Hà, dì nói đi. Dì đã bỏ cái gì vào trong canh của Lan Anh? Cậu nói cái gì thế? Tôi có bỏ cái gì vào đây đâu. Đây là canh bổ dưỡng, tôi nấu để cho vợ cậu ăn. Cậu đã chả cảm ơn thì thôi, lại còn trách móc tôi như thế à? Đúng rồi đấy ạ. Hôm nay mẹ con em đến đây là để xin lỗi anh chị. Nhưng mà anh đừng có vu oan cho mẹ em như thế chứ. Dì muốn chối phải không? Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều với dì nữa. Để tôi nói cho dì biết, trong phòng bếp nhà tôi đã gắn camera rồi. Tất cả những hành động mà dì làm đều đã được camera ghi lại. Tôi sẽ đưa thông tin này lên cho cơ quan công an. Họ sẽ đến đây và điều tra xem trong bát canh này có chứa chất độc gì nguy hiểm đến sức khỏe hay không. Nếu có thì hai mẹ con dì phải ngồi tù đấy. Cái gì? Cậu Nam ơi, cậu đừng gọi công an mà. Dì bỏ ra. Tôi đã nhịn dì rất nhiều lần rồi, nhưng việc làm ngày hôm nay của dì ảnh hưởng đến vợ con tôi. Tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Dì Hà, tôi tưởng là ngày hôm nay dì biết lỗi rồi, dì đến xin lỗi vợ chồng tôi. Hóa ra tất cả đều là lừa dối à? Tôi quá ghê tởm con người của dì rồi đấy. Chị Lan Anh ơi, mẹ con tôi biết lỗi rồi.
chỉ có thể bảo anh Nam đừng báo công an được không? Chứ bây giờ mẹ tôi mà đi tù ấy, thì tôi biết sống thế nào được? Cô biết nghĩ cho bản thân của mình, tại sao cô không nghĩ cho Lan Anh? Hai mẹ con cô đúng là thâm độc đấy. Nếu như ngày hôm nay dì không nói rõ kế hoạch của mình vì sao lại hãm hại Lan Anh, thì tôi sẽ đưa hai mẹ con dì lên công an. Tôi không thể để hai con rắn độc ở bên cạnh vợ tôi được. Dì nói đây là dì bị ép buộc thôi. Dì đừng có ngụy biện. Ai có thể ép buộc dì làm cái trò dơ bẩn này? Anh Nam, anh phải tin mẹ em. Mẹ bị ép buộc thật đấy ạ. Thực ra là tên Cao ấy ạ. Chính là tên Cao đã ép buộc mẹ em. Cao? Hắn ta là ai? Anh ta chính là giám đốc của công ty Đa Gia, đối thủ của công ty của anh, và cũng là tác giả của đứa con trong bụng em ạ. Cái gì? Là cậu ý ép mẹ con tôi phải hại vợ chồng nhà cậu. Nếu mà làm được thì cậu ấy sẽ chu cấp tiền để cho con Linh nó nuôi con. Và nếu như thực hiện được thì cậu ấy sẽ cho mẹ con tôi một số tiền lớn. Mẹ con tôi cũng vì túng thiếu quá nên không còn cách nào nữa. Mong cậu bỏ qua cho mẹ con tôi lần này. Tôi xin thề với cậu là sau mẹ con tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Lan Anh là cháu ruột của dì, vậy mà chỉ vì chút tiền thì lại hãm hại cô ấy như thế. Vợ chồng tôi sẽ về quê và nói tất cả sự việc này cho dòng họ biết, để xem khi tất cả mọi người biết được những việc mà dì đã làm thì có còn ai muốn tiếp xúc với dì nữa không. Loại người mà chỉ vì tiền mà bán rẻ đi tình thân của mình thì không đáng được thâm giao đâu. Tôi đang suy nghĩ là khoảng thời gian sắp tới mẹ con nhà dì sống ở dưới quê sẽ như thế nào đấy. Âm, thằng khốn nạn này. Mới sáng sớm làm cái trò điên khùng gì vậy? Có phải mày đã hợp tác với cả Tùng Anh để hãm hại tao đúng không? Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Mày còn dám chối à? Cao, đủ rồi đấy, anh không cần phải nói nữa đâu. Anh Tùng Anh, chắc chắn là thằng này đã đơm đặt điều gì với anh để anh rút đơn hàng phía bên công ty chúng tôi. Tôi có thể giải thích. Anh Nam không hề đem đặt điều gì đối với tôi cả. Anh biết vì sao tôi lại rút đơn hàng khỏi công ty anh không? Bởi vì tôi đã điều tra được những gì anh đã làm. Tôi không thể nào hợp tác với một người có lối sống tệ hại như anh được. Thế cho nên tôi đã quyết định rút đơn hàng đấy. Cái gì? Trước khi hợp tác với ai, tôi muốn tìm hiểu xem đối tác của tôi là một người có lối sống đạo đức như thế nào. Và thật tình cờ, tôi đã phát hiện được những điều anh đã làm với anh Nam. Anh Nam này, tôi rất khâm phục anh. Cái cách mà anh đối xử với đối thủ của mình, cũng như đối xử với vợ mình như thế nào. Cảm ơn anh. Như vậy tôi rất là trân trọng anh, và tôi quyết định anh chính là người hợp tác với tôi. Rất hân hạnh. Hôm trước tôi có hơi vội. Bây giờ anh có thời gian không? Chúng ta sẽ bàn luận về chuyện hợp tác với nhau. Vâng, hôm nay tôi rất rảnh. Mời anh vào công ty của tôi, chúng ta sẽ bàn tiếp dự án sắp tới nhé. Chúng ta đi thôi nhỉ? Đi thôi, mời anh.